Uyên Thi xin kính chào quý vị trong chương trình Bếp Nhà Ta Nấu ngày hôm nay. Một vị khách mà Uyên Thi rất là mến mộ và Uyên Thi từng nghĩ là ô sao mình giống chị quá. Nhưng mà không biết là có được giống như chị, đẹp được giống như chị hay không. Đó là niềm mơ ước mà mình thường, mà ngay bản thân Uyên Thi thường hay nói cho mình mà đẹp được như chị này chắc cũng đỡ lắm. Thưa quý vị, nói đi nói lại thì Uyên Thi xin giới thiệu quý vị đó là chị Ngọc Lan. Tóc mây thưa quý vị, phải nói là tóc mây chị Ngọc Lan phải không ạ? Cảm ơn quý vị. Hôm nay Ngọc Lan rất là hân hạnh được Uyên Thi mời đến để làm thêm một cái cooking show cho các chị em khắp nơi trên thế giới. Mà theo như Ngọc Lan biết là cái show của Uyên Thi rất là hot. Tại vì ngay chính cả những người về bên Việt Nam đó thì họ vô tình thôi. Thì họ nói là chị ơi, chị nói chị Uyên Thi á, khi mà mình bày nấu ăn á, là đừng có nói gì về cái ví dụ như một pound, một ounce gì đó. Là vì tụi em ở bên Việt Nam, thành ra mình mới biết là về tới bên Việt Nam. Cảm ơn Uyên Thi rất là nhiều đã có lời khen Ngọc Lan làm mình mắc cỡ quá. Không có, thật ra đó Uyên Thi cũng nói là hai chị em nếu mà Uyên Thi được mà bằng được như một nửa thì Ngọc Lan là cũng tốt lắm rồi. Tại vì chị Ngọc Lan đẹp một cách nghĩa là thật á thưa quý vị. Rất là dễ thương. Và Uyên Thi nghĩ rằng là hồi nãy chị Ngọc Lan nói cái câu là khán giả thường, thật sự ra không phải nói riêng với chị Ngọc Lan đâu, cũng có một vài người nói với Uyên Thi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là mình quay cái show này ngay tại Mỹ. Đúng rồi. Và ngay cả quý vị xem những cái clip của Việt Nam thì họ cũng sẽ nói là kg. Thì mấy em ở bên này lại không biết kg là gì. Rồi nói những cái phần vật liệu ở bên Việt Nam thì các em ở đây không biết. Cho nên chúng ta ráng cũng như là thông cảm. Tại vì mỗi một cái vùng là có một cái show như vậy thì họ sẽ dùng những cái từ ngữ cũng như những cái vật liệu của cái vùng đó để cho những người địa phương họ biết. Còn nếu mà bây giờ Uyên Thi cũng có thể nói, nhưng mà sometimes nhiều khi Uyên Thi hay quên. Đúng rồi, tại vì mình quen miệng rồi. Nói một pound như vậy rồi lại phải cân lượng ra, nhiều khi thời gian nó cũng không cho phép. Hoặc là thôi thì quý vị cứ nhớ là có những cái show Uyên Thi nói rất rõ là một pound nó bằng khoảng 400 50 gram, nó bằng như vậy. Rồi một muỗng canh thì nó bằng 3 muỗng cà phê. Ví dụ mình phải nhớ những cái đó để mà khi mà, hoặc là quý vị rất là dễ, hình như là bây giờ á, trên YouTube rất dễ chị. Vào Google, mình vào Google mình đề là 1 kg thì bao nhiêu? Rồi bằng bao nhiêu pound? Hay là 1 pound thì có bao nhiêu ounce? Đó. Ví dụ 1 pound theo như Ngọc Lan biết là 16 ounce. Đúng rồi. Thành ra đại khái như vậy thì bây giờ giới trẻ bên Việt Nam á, giỏi lắm, rất là giỏi, họ cũng rất là giỏi. Nhưng mà nói cho Uyên Thi nghe, có nhiều chị họ gọi cho Ngọc Lan, họ nói chứ trời ơi, em biết không, chị thức khuya đó, chị ngủ không được là chị vô chị coi mấy đứa em làm, mà chị thấy mấy cô này dễ thương ghê. Tại vì khi mà mình bày nấu ăn mình rất là tận tình, mình share tất cả những cái không dám gọi là bí quyết nhưng mà những cái gì mà mình đã có kinh nghiệm. Mà thật sự mà nói, ví dụ như có những chị rất là giỏi, thành mình không dám nói, nhưng mà tại vì họ không có cái cơ hội chia sẻ. Còn giống như Uyên Thi á, đã được đi học rồi mở bao nhiêu tiệm ăn và nấu ăn rất là nhiều, thì Uyên Thi cũng có những cái bí quyết. Còn như Ngọc Lan á, thích nấu ăn, nhưng mà cái cách mà Ngọc Lan nấu ăn là nhanh gọn lẹ. Đúng rồi. Đó. Bởi vì vậy cho nên Uyên Thi mới mời chị Ngọc Lan lên đây để chia sẻ những cái mà thật sự ở đâu trong thời buổi bây giờ đều bận rộn, ngay cả phụ nữ Việt Nam bây giờ cũng rất bận rộn. Đúng rồi. Uyên Thi về Uyên Thi thấy mấy cô bên đó bây giờ trẻ lớn lên rất giỏi, và các em có thể vừa đi làm bao nhiêu tiếng đó mà làm toàn chức cao không nha chị Ngọc Lan. Rất là giỏi. Tuy nhiên trong những cái chương trình này là Uyên Thi hay chị Ngọc Lan hay bất cứ người guest nào mà Uyên Thi mời lên đây cũng đều muốn đem những cái kinh nghiệm riêng của bản thân mình. Còn như Uyên Thi cũng không có giỏi hơn quý vị đâu, chẳng qua Uyên Thi được cái cơ hội để đứng chia sẻ với quý vị thôi. Và hôm nay mời chị Ngọc Lan sẽ là vai chính trong cái món ăn ngày hôm nay. Là món gì thưa chị? Hôm nay Ngọc Lan chia sẻ một cái món này thì rất là quen thuộc, nhưng mà cái cách mình làm mới thì có thể nhiều người chưa biết đến. Cái máy này bây giờ bên Việt Nam đã thấy có bán, tại vì cách đây mấy tháng Ngọc Lan có về thăm gia đình thì thấy có bán cái này. Ở bên Mỹ gọi là air fryer, còn bên Việt Nam gọi gì thì quên mất tiêu rồi. lò nướng không dầu, em nhớ rồi. Lò nướng không dầu. Thì lò chiên không dầu. Dạ đúng rồi. Đó. Thì hầu như mà phải nói là Ngọc Lan xài cái này rất là nhiều, mà rất là thích. Thành ra mà Ngọc Lan làm steak á, cái bí quyết á là mình không theo cái cách chị dặn của họ, là vì cách chị dặn của họ, họ làm chín
chín quá. Đúng rồi, dạ. Thành ra Ngọc Lan muốn làm á, ở ngoài là nó giòn, dạ, hoặc là crunchy, mà trong nó rất là juicy. Dạ, nó khi mình cắt ra nó còn hơi đỏ, dạ, mà nó rất là mềm. Dạ. Thành ra là hôm nay là cái bí quyết của Ngọc Lan đem đến. Thì các bạn nhớ nha, cái máy này không phải là làm steak only đâu. Mình có thể nướng được bánh mì, chả giò á, nó cụ rồi đem ra bỏ vào trong này nướng lại. Ngọc Lan làm ngay cả rang đậu phụng cũng làm bằng cái máy này luôn. Đúng rồi, đó, thì hôm nay á, cái cách mà mình lựa thịt bò là như vậy quý vị. Thật sự trước cái mùa thịt bò, thịt bò này là thịt bò gì thưa chị? Không biết tiếng Việt Nam là gì, ở bên rib Mỹ. Rib eye, tiếng Mỹ gọi là rib eye. Thì mình muốn cái thịt, miếng thịt ngon á. Ngọc Lan không có mua miếng dài quá đâu, tại vì dài quá nó sống lắm, dễ sống lắm. Mình mua cái loại mà nó hơn, gọi là marble, là nó có hơi có mỡ một chút xíu. Nhưng mà khi quý vị đừng có lo, mình làm bằng cái lò này nó không có bị hôi nhà, mà tất cả những cái mỡ đó nó drip xuống, nó chảy xuống. Thành ra mình không có sợ, nhưng mà nó rất là thơm. Đó, thành ra cái cách mà Ngọc Lan lựa miếng thịt á, nó nó hơi có gân mỡ chút thôi quý vị, thì ăn nó sẽ mềm, nó không có bị khô. Thì thật sự là mình mua ở trong mấy cái chợ Mỹ nó sạch lắm, thì mình không cần phải rửa, thì vì rửa nó sợ mất hết nước ngọt. Chất ngọt thì Ngọc Lan học cái cách mà của mấy ông sếp cốt người Mỹ á, mình chỉ thấm sơ cho nó sạch cái máu đi thôi. Rồi, rồi, ok. Thì bây giờ hôm nay là Ngọc Lan sẽ làm một miếng rồi, trước. Bây giờ mình ướp phải không? Mình ướp trước. Thì cái cách của Ngọc Lan làm á rất là đơn giản, tại vì như người Mỹ người họ Mỹ làm không có ướp gì thôi, không ướp gì. Nhưng mà có thể người Việt Nam mình á, chút xíu thôi. Mình làm chút xíu muối thôi, đừng có mặn quá, là vì chút hồi mình có thể mình ăn thêm với maggi, với cái dressing. Đó. Bỏ một tí muối, tiêu. Tí tiêu. Cái này là các bạn á, các cô nhỏ nhỏ đó đi làm về vừa bế con vừa làm cũng được nha. Yeah. Thương lắm, là vì hồi xưa Ngọc Lan cũng vậy, vừa bế con vừa nấu ăn. Rồi ok, bây giờ á là cái máy này là mình bấm chữ on. Cái máy này là Ngọc Lan mua ở trong Amazon á. Nó rẻ cho nó không có mắc, khoảng 120 đó. Ok, bây giờ á mình bấm chữ on đi. On lên. Ok. Rồi bây giờ bắt đầu mình preheat nha. Mình preheat cho cái lò nó nóng cả. Tất nhiên là làm cho nó nóng cái lò đó thưa quý vị. Rồi thì xong mình bấm chữ start, tất nhiên là bắt đầu. Thì ở đây nó có chữ on off nè, chữ reheat nè, rồi chữ preheat hả chị? Preheat là mình làm cho cái lò nó nóng làm trước. Làm cho lò nóng trước rồi chữ watt nè chị. Yeah. Cái này là điện đó phải không? Dạ, yeah. Cái này là Ngọc Lan để cái độ nó nóng nhất là 1800W, là cái nó độ có nóng cái, nhất. Cái dấu à đúng rồi. Dạ. Nó có cái dấu. Đó, cái nóng nhất là 1800W thưa quý vị. Tất nhiên là một cái là low, medium và high, thì mình sẽ dùng cái high là cái số điện nó vô mạnh nhất á, nóng á, cái sức nóng nó nóng nhất. À, thêm một cái nữa Ngọc Lan chia sẻ là khi mình đọc trong cái cuốn instruction của nó hay là trên này, cái miếng steak á nó chỉ đề là khoảng 360 độ. Ngọc Lan làm thử rồi nó không có ngon. Thành ra Ngọc Lan để theo cái cách của mình nó tới 400 độ. Đúng rồi. Nhưng mà cái phút của mình làm ít hơn ít tất hơn. Nhiên á, ở ngoài nó giòn. Và ở trong khi mình cắt ra nó còn hơi đỏ đỏ, mà như không có chảy máu, tại vì mình ăn mình thấy có máu mình hơi sợ. Đó. Thì cái cách này là trong khi mà ví dụ như trong khi mà mình chờ cho cái lò nó nóng á, thì mình có thể mình nói là mình ăn thêm với ai ăn cay à? Ăn thêm với cái Tabasco. Tabasco này thật sự ra bên Việt Nam mình ít có ăn lắm, thì nhưng ăn mà người Mỹ là ăn với Tabasco hoặc là steak sauce đó chị ha. Uh-huh. Cái A1 đó thưa quý vị. Cái A1 đó. Là A1 á. Thì cái loại đó nó là nó hơi chua chua mà nó cũng có vị. Thì thường thường người Mỹ họ chỉ ướp chút xíu vậy thôi, không có thêm những gia vị gì hết. Thì khi mình ăn cái miếng thịt mình mới cảm giác được là cái vị, cái mùi vị của cái thịt. Còn nếu mình ướp nhiều gia vị quá thì nó chỉ có mùi gia vị thôi, chứ không có thấy được cái vị ngọt hoặc là cái mùi của thịt thưa quý vị. Bây giờ Ngọc Lan bắt đầu nói về cái cách. Tuy nhiên mà là cái lò đã đủ nóng. Cái rồi. Lò đã đủ nóng rồi. Ok. Bây giờ Ngọc Lan bắt đầu off. Off lại là tắt đi. Và bắt đầu là mình on lại, rồi mới bắt đầu mình vào cái menu nè. À tất nhiên trước khi mình đổi qua một cái khác thì mình phải tắt đi rồi mình on lại thưa quý vị. Bây giờ mình nhảy qua cái menu, thì giống như Ngọc Lan nói là cái menu mà Trinh bỏ về làm steak thì cái độ nóng không có đúng như cái cách mà mình muốn. Thì Ngọc Lan cho vào cái nugget này. Yeah. Hay là cái fish cũng được. Fish là cá nha quý vị. Là 400 độ F đó. Đó, 400 độ F.
thì Ngọc Lan bắt đầu mở cái này ra, bỏ cái miếng steak này vào. À như vậy thôi chị ha. Đó, mình bỏ. Có phỏng không chị? Không không, ok, hồi nãy cho Lan cái kẹt, chút hồi cho Lan cái kẹt. Em lấy cái kẹt. Rồi. Rồi bắt đầu á là mình start. Thì của nó thường thường là đây 8 phút thì 8 phút nó hơi nhiều so với cái miếng này mỏng, thì Ngọc Lan điều chỉnh lại cái phút của nó. Là bây giờ nó còn có 6 phút thôi. Rồi cho Lan xin cái này để chút hồi cái đó. Bắt đầu 6 phút nó xong á là mình mở ra mình trở. Mình trở mà. Tất nhiên là cái máy này thật ra Uyên Thi cũng nghe nói thôi, Uyên Thi chưa bao giờ xài hết. Bữa nay chị Ngọc Lan dạy đó là Uyên Thi biết rồi đó. Mình on lên preheat lên tới nhiệt độ là 1800 độ để cho nó nóng cái lò trong vòng rất nhanh thôi quý vị, chưa tới 5 phút là nó đã đủ độ rồi thì mới off đi. Rồi xong mình mới on lại và mới trở lại vô menu. Từ cái menu đó thì họ sẽ cho mình một cái list là fish nè, steak nè, rồi fry nè, rồi cái gì nữa nè chị đó. Nugget là những cái cục gà nhỏ nhỏ. Rồi sau đó mình mới chọn cái, nếu mà muốn làm cái steak như chị Ngọc Lan chỉ đó thì mình chọn cái fish thì cái nhiệt độ nó cao hơn nhưng cái thời gian nó ngắn lại thì miếng steak nó ngon. Và bây giờ Uyên Thi cũng như chị Ngọc Lan sẽ để đó khoảng 5 phút thì xong, 6 phút hả chị? Dạ 6 phút. Và mong rằng quý vị đừng rời màn hình của chương trình Bếp Nhà Ta Nấu. Sau một vài phần thông tin thương mại, Uyên Thi với chị Ngọc Lan sẽ trở lại để xem miếng steak nướng bằng cái gì quên rồi, air fryer như thế nào thưa quý vị, và với cái tài chế biến của chị Ngọc Lan qua miếng steak. Cảm ơn quý vị đã vẫn giữ màn hình của chương trình Bếp Nhà Ta Nấu với một người chị dễ thương, đó là chị Ngọc Lan, chủ nhân của tiệm tóc may. Thưa quý vị, chị Ngọc Lan là một người phụ nữ mà Uyên Thi cho rằng là có duyên đẹp thưa quý vị, và chị là chủ nhân của tiệm tóc may, cũng đã bảo trợ những cái bộ tóc giả như Uyên Thi đang đội đây để mà Uyên Thi làm show cho quý vị. Và chị có những cái bí quyết nấu ăn rất nhanh, những món mà Uyên Thi thấy hay thì Uyên Thi hay mời chị lên. Hôm nay chị chỉ cho Uyên Thi cũng như là chia sẻ lại cho quý vị khán giả về nướng steak trong cái lò air fryer làm sao cho nó ngon thưa quý vị. Và trở lại đây là chị Ngọc Lan. Kính chào quý vị. Rồi cảm ơn quý vị đã giữ màn hình, không bỏ đi đâu hết để còn để coi ở lại đây steak sao? Để coi lại miếng steak sao. Thì thật sự là các chị cũng biết là ở đây con của mình nó lớn, nhiều khi nó lớn lên ở cái xứ Mỹ, nó nhiều khi nó cũng muốn ăn miếng steak ngon như ngoài nhà hàng đó. Thì đây là cái cách mà mình làm steak ngon như ngoài nhà hàng mà không có phải hôi nhà. Ví dụ như mình ở đây còn đỡ. Tại vì trời nó ấm, mình có thể làm ngoài trời, nhưng mà ở các vùng bên miền Đông lạnh á, lạnh lắm, không dám không đi ra ngoài. Nhưng mà ở đây mà mùa đông mình cũng đâu dám đâu. Đó, thấy cái lò này nè, nó đặc biệt một cái là mình làm nó không có hôi nhà. Nó không có hôi nhà. Nãy giờ Uyên Thi không? Nếu mà mình chiên miếng steak á hay là mình làm khói hay là mình đút ở trong lò mình mở ra là nó cũng hôi nhà. Cái này nó không có bị hôi. Cái đặc biệt cái là cái lúc mà mình clean up á nó cũng dễ lắm, mình rửa đó, mình kéo ra. Mình lấy cái lưới mình đi mình chà, xong rồi ở dưới còn bao nhiêu dầu mình đổ rồi mình rửa. Wow. Cái này đó là phải, Uyên Thi nghĩ là cái máy này họ phải mời chị Ngọc Lan lên quảng cáo. Mình phải ăn tiền commission. Đúng rồi, mình ăn tiền commission. Nhưng mà thật sự em cũng nghe nói cái này nhiều, là nhiều những người lớn tuổi á thưa quý vị hay thích cái này, để vì sao không có phải bỏ dầu. Bây giờ là 6 phút bên này, là sau đó Ngọc Lan với Uyên Thi trở là 6 phút nữa. Thì bây là giờ hai bên cộng lại nha quý vị, một miếng steak như vậy là bây giờ là mình kéo ra nè. Đó. Ừ. Và mỗi lần mình nướng một miếng như vậy thì nó ngon. Wow, quý vị nhìn nè. Oh. Wow, ngon quá. Em nghĩ là mình để ngược lại chiều này ha. Trở lại tại cái tay là không có thuận. Đó, quý vị thấy không? Tất cả mỡ nó để chạy vô trong này hết. Thành ra mình không đây, dạ, thấy không? Đúng rồi. Thành ra không có bị dầu mỡ đó quý vị. Thì ngay sẵn cái lò này quý vị có thể làm luôn french fry, là khoai tây chiên fry. Đó. Yeah, mình mua trong bọc, mình xé về cái mình bỏ vào trong này mình chiên luôn. Thì đó, đây là cái thường thường cái miếng steak mình để cho nó rest một tí, cái mình mới cắt để rồi. Cho nó khỏi chảy máu. Để nó không có chảy cái nước ngọt như Thi nói đó, nó không có chảy chất nước ngọt ra. Thì cái salad này á, là chị dùng salad. Dùng dưa leo, salad, hành tím và cà chua. Cà chua. Thật sự là
mình có cái gì trong nhà thì mình bày cái đó. Dạ, vâng. Chỉ có khi nào mà mình có khách mà mình muốn khoe tài một chút á, thì làm màu màu mè mè. Ừ. Còn bình thường thì nhiều khi hoặc về nhà chút cơm cũng được. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Cái này thường thường mình ăn với cơm, ăn với bánh nui, mì, ăn với mì, nui. Rồi, dạ. Thì nhất là mấy... Quý vị nhìn thấy nè, xung quanh này nó vàng cháy ngon ghê á. Mà ở giữa, mềm, wow. Nhìn thấy mấy cái tiêu thấy ngon quá. Bây giờ em có thể thử được không? Sure. Dạ. Bây giờ đó quý vị à, mình có thể ăn, có thể ăn gì hồi nãy Ngọc Lan bỏ rất là ít muối tại vì á cái gia vị á, là nêm nếm tùy theo mỗi người. Nhưng đó. Mà chị biết sao không? Tại vì em vẫn muốn ăn thử trước cái thịt không sure. á đó, để ăn mình thử coi thử coi cái thịt nó như thế nào. Wow, quý vị nhìn nè, medium rare, tất nhiên là không có chín quá mà không có bị sống quá nữa. Máu không còn nhưng mà nó vừa hồng nó hồng. cũng còn hồng hồng ở trong Dạ, nó đó mới ngon. Mà cái không biết tại sao mà Lăng Ngọc Lan thấy cái miếng gân nó vẫn ngon. Ok, mời Uyên Thi thưởng thức đi. Mời quý vị. Nó juicy phải không? Đúng như chị Ngọc Lan nói. Thật sự là cái miếng steak á ăn nó mềm thiệt nhưng mà hình như em chưa có cảm nhận được cái gì đó. Em phải ăn thêm miếng nữa mới được. Mình phải lợi dụng thưa quý vị, tại vì mình nấu không, bây giờ bữa nay có người Đó, nấu cho mình ăn. đúng rồi. Và đương nhiên khi mà quý vị biết không, nếu mà mình đi ăn người khác nấu cho mình sẽ thấy nó rất là ngon. Tại vì Bây mình giờ được nghỉ ngơi, mình dạ ngồi thì mình đó, ăn. bây giờ mình sẽ ăn với một chút xì dầu, một chút Magie. meri và Tabasco, tại vì Uyên Thi mê Tabasco lắm. Nó Thì chua chua cay cay. Đó, các chị đó có trong nhà mà có mấy cậu thanh niên mà mới lớn á, 13, 14, 15 mê cái món này lắm. Con trai Lan mỗi lần nó ăn một miếng á, như không vậy đó. Uyên Thi nó thấy cái cách Ngọc Lan làm nó dễ làm phải không? Rồi, very good. Cái Chị nói đúng. Cái gân mỡ nó cũng ngon nữa. Cũng ngon đó, mình Nó không ăn. có bị dai quá đâu quý vị. Nó giòn giòn mà rất là ngon. Thật sự hôm nay lần đầu tiên nha chị. Em nghe cái máy này nhiều lắm rồi mà lần đầu tiên em ăn steak nướng bằng cái này, thật sự rất là ngon. Em phải phục chị là nhiều khi chắc cũng phải làm bị hư mấy lần rồi phải không? Không, mới đầu về mình làm theo cái cách của họ đó thì Nó mình khô. thấy nó 360 độ thì nó sống quá mà mình để lâu quá thì nó lại dai. Dạ. Thành ra cái cách của mình Ngọc Lan chế biến là mình để thành lên 400 độ và cái phút của mình là còn có 6 phút thôi. Thành ra nó vừa đủ chín. Nhưng mà quý vị nên nhớ nha, nếu mà quý vị mua cái miếng dày quá đó thì nên làm lâu phút hơn một tí, 1-2 phút. Mà depend, có những người ăn cái miếng sống quá thì bỏ ít phút lại, ví dụ như là người ta ăn rare thì phải bỏ ít phút lại. Rồi quý vị có thể là làm những cái món này cho các con ở xa về weekend để các con về ngồi xúm xít một nhà đó, ngồi trong cái bên bên cái counter như vậy á, cứ nói là bây giờ hai đứa chia nhau một miếng rồi mẹ sẽ làm cái miếng thứ hai. Đó, đó là kinh nghiệm hạnh phúc của một người phụ nữ biết nghĩ tới chồng con, đoan trang trong việc bếp núc. Và chị Ngọc Lan ngày hôm nay đã chia sẻ cho chúng ta biết về cái kinh nghiệm nướng air fryer để cho ra miếng steak thật là ngon. Mà em thì ăn thấy ngon quá thật. Chẳng lẽ bây giờ đứng cứ ăn để chị Ngọc Lan nói mình thôi, để đây một chút ăn tiếp. Và đó là cái phần mà Uyên Thi với chị Ngọc Lan vừa chia sẻ đến quý vị. Uyên Thi cũng xin cảm ơn chị Ngọc Lan là đã bảo trợ cho Uyên Thi những cái bộ tóc rất là đẹp. Nếu quý vị nào mà tóc gió thôi bay, không có dám nói là tóc 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 gió thôi bay, tất nhiên là ra gió mà tóc nó cũng không bay được nữa, là nó quá ít. Tại vì theo như cái kinh nghiệm của Ngọc Lan thấy là thứ nhất mình không có nhiều thời gian để mình chải sửa bớt, soạn dạ. cho nó thật đẹp. Nhất là cái đầu tóc, nó phiền nhất á, là vì tóc nó không còn nhiều để mà mình chải bới. Mà ngay cả những người ví dụ như muốn đi tiệc, yeah. chụp lên cái đầu tóc sau khi make up rất xong. Rất là nhanh. Mà hồi đầu á, mình cứ nghĩ là cái đầu tóc giả chỉ dành cho những người bị ung thư. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình nói để dành cho làm đẹp cũng rất là cần. Nhiều lắm, rất nhiều là lắm. Thưa quý vị, Uyên Thi nói nè, hồi xưa đó Uyên Thi làm chương trình nấu ăn á, lúc trong những cái show mà mấy năm trước á, Uyên Thi chưa có đội tóc giả đó. Trời, Uyên Thi hả, mỗi lần á như vậy là ba tiếng đồng hồ Uyên Thi phải dậy sớm, nào là gội đầu xong rồi chải rồi sấy rồi tùm lum, mới làm đủ kiểu á, nhưng mà nó vẫn không đẹp. Sau đó Uyên Thi về Việt Nam mua bộ tóc giả được xấu hơn cái bộ này nha, Uyên Thi đeo, thì chị Ngọc Lan là người
nhìn thấy mới chị Ngọc Lan mới gọi Uyên Thi, nói là Uyên Thi ơi chị có những cái bộ tóc rất là đẹp. Chị Ngọc Lan đưa Uyên Thi từ ngày mà Uyên Thi đổi tóc này rồi á, rất là nhiều người tưởng Uyên Thi cắt tóc này không à, thưa quý vị, nhìn nó giống như tóc thật chứ quý vị thấy đâu có giống tóc giả đâu. Quý vị nhớ muốn làm đẹp gọi cho chị Ngọc Lan ở số phone thưa chị. Ok, số phone của Tiện Ngọc Lan là 714-638-5888, 714-638-5888. Quý vị nên đến với tiệm của Ngọc Lan là thứ nhất là tiệm có rất là nhiều kiểu dành cho người Á Đông, là người Việt Nam. Nhớ nữa, có một cái loại mà một miếng nữa chị. Cái top piece là dành cho những cái người mà tóc bị ít hói. Đó, bị hói mà không có muốn làm đổi điều, dạ, làm điều rồi. Quá như mình là hai chị em mình là làm điều đó. Dạ, có nhiều chị thì rất là đơn sơ, chỉ có muốn che cái bạc hay che cái hói đi thì vẫn có mấy cái miếng, tóc thẳng, tóc quăng, tóc bạc hay tóc đen, tóc nâu gì Ngọc Lan cũng có. Ở xa gọi về cái số phone 714-638-5888 thì Ngọc Lan sẽ cố vấn cho, để cho quý vị được yên lòng khi mình đi ra ngoài và... Dạ vâng, và giống như Nam cũng vậy, nếu mà muốn thì mình có thể mua của chị Ngọc Lan xong rồi đi về đem ra ngoài tiệm đội vô kêu người ta tỉa theo ý của mình. Thì cái đó rất là đẹp mà tự nhiên nữa thưa quý vị, và rất là nhanh, tiết kiệm thời gian mà lại đẹp nữa, thì cái đó quá là thích luôn. Cứ nhìn chị Ngọc Lan với Uyên Thi thì quý vị sẽ biết là tóc may như thế nào. Một lần nữa Uyên Thi xin cảm ơn đến các cơ sở bảo trợ cho chương trình, đó là công ty Prom, suốt 10 năm qua luôn luôn sát cánh với Uyên Thi, và cảm ơn đến quý vị đã luôn ủng hộ cho mầm sữa gạo lứt Bio MA2, chương trình đặc biệt kể từ ngày 19 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 2018 thưa quý vị. Với thêm nhiều sản phẩm mới như là Booster Light, Immune Booster, The Get Sun Booster, Beauty Cleanse, Premium Pen Formula và Relaxation Cream thưa quý vị. Đó là những cái sản phẩm mới. Để biết thêm chi tiết hay là đặt hàng, xin quý vị gọi cho 714-391-2128 hoặc là 1-800-338-4121. Đương nhiên quý vị gọi lại đây sẽ có những cái đặc biệt, rất là đặc biệt mà Uyên Thi không muốn bí mật ra đây, bật mí ra đây chứ. Và một lần nữa Uyên Thi cảm ơn đến chị Ngọc Lan, tất nhiên là Tóc May by Elen, tên cũng đẹp nữa thưa quý vị. Nếu mà quý vị nhìn chị Ngọc Lan chỉ có một cái răng khểnh cười rất là có duyên. Mà qua đây nhiều em nhỏ có răng khểnh đi nhổ đi, nhưng mà chị Ngọc Lan vẫn giữ được cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Có một cái răng khểnh như vậy cho nên nụ cười của chị lúc nào cũng đem duyên đến cho người đối diện. Và Uyên Thi mến chị là ở cái răng khểnh đó nữa đó. Và một lần nữa Uyên Thi cũng cảm ơn đến các cơ sở do Uyên Thi điều hành, đó là Cornerview Bakery and Uyên Thi Restaurant, 714-775-8307, mở cửa weekend từ sáng cho tới 2 giờ đêm nha thưa quý vị, thứ sáu và thứ bảy, còn ngày thường thì tới 12 giờ đêm. Cũng như là đệ nhất nước mía Viễn Tây, 714-531-9801. Vâng, Uyên Thi cũng như chị Elen xin cảm ơn quý vị và mời chị gửi lời chào đến khán giả. Ngọc Lan rất là trân trọng cái tình cảm của các anh chị em ở xa đã gửi đến cho Ngọc Lan. Kính chào quý anh chị. Và Uyên Thi cũng chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau.